Cùng với việc phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, từ năm 2019 cho đến nay, ngành y tế Đà Nẵng ghi dấu ấn đáng kể khi thực hiện tổng thể các giải pháp giảm tải bệnh viện, trong đó đặc biệt là triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Đây là ca phẫu thuật cắt tử cung được tiến hành tại Bệnh viện Sơn Trà vào tháng 6 vừa qua, dưới sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Thay vì chuyển lên tuyến trên như trước đây, bệnh nhân này đã quyết định lựa chọn phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Sơn Trà sau khi được các bác sĩ tư vấn. Gia đình bàng hoàng quyết định là về Bệnh viện Sơn Trà để được bác sĩ chăm sóc. Dạ, và sau khi tôi được mổ và điều trị thì mấy chị y tá cùng bác sĩ thì quan tâm chu đáo và tôi cũng được khỏe trở lại bình thường. Ngoài trường hợp của chị Thanh, qua chuyển giao, đến nay, Bệnh viện Sơn Trà đã thực hiện được 9 ca phẫu thuật khác để cắt tử cung và mổ nội soi u nang buồng trứng. Trước đó, dù chưa triển khai thực hiện đơn vị vệ tinh, song Bệnh viện Sơn Trà cũng đã liên kết và được Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ chuyển giao nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Riêng về mắt ngoại thì chúng tôi đã phẫu thuật và nội soi được là túi mật, ruột thừa. Và sắp tới đây là chúng tôi cũng sẽ triển khai một số những phẫu thuật khó hơn và đặc biệt là một số phẫu thuật về xương, cái hộp xương chúng tôi cũng đã làm. Tính đến thời điểm này thì từ đầu năm đến nay chúng tôi đã phẫu thuật được trên 300 ca phẫu thuật ở tại Bệnh viện Sơn Trà dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Riêng về cái mảng Phụ Sản Nhi thì đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành được cái chỉ tiêu là mổ những trường hợp khó như là bóc u sơ tử cung hay là bóc u nang buồng trứng nội soi hoặc là cắt tử cung toàn phần đã được chuyển giao kỹ thuật rất là tốt. Vì hiện nay các bác sĩ chúng tôi độc lập có thể làm được việc và những công việc đó và đã tạo được cái niềm tin cho nhân dân trên địa bàn quận. Để góp phần giảm tải bệnh viện tuyến thành phố, từ đầu năm 2019, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai đề án bệnh viện vệ tinh với ban đầu 3 đơn vị vệ tinh là Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Cùng với việc trực tiếp đào tạo, thực hành cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng, thì nhiều kỹ thuật cũng đã chuyển giao cho các đơn vị vệ tinh như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, cũng như các kỹ thuật liên quan đến hồi sức cấp cứu. Qua cái thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy là có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị và cũng như cái tin tưởng vào viện càng ngày càng tăng, uy tín bệnh viện càng ngày càng tăng. Và cái chuyên môn, trong cái trình độ chuyên môn của anh ấy càng ngày càng được nâng cao hơn. Chúng tôi đã đến Trung tâm Y tế Sơn Trà và Liên Kiểu để khảo sát về thứ nhất là về năng lực chuyên môn, thứ hai là về cái nhân lực, thứ ba là về cơ sở vật chất, nhất là ở phòng mổ, thứ tư là về trang thiết bị y tế. Và qua đây thì chúng tôi cũng đưa ra những cái kiến nghị về cái việc trang bị thêm một số dụng cụ để mà cái công tác chuyển giao nó đạt kết quả tốt. Qua gần 2 năm triển khai, có thể thấy việc thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh mang lại lợi ích kép khi các cơ sở y tế tuyến quận huyện được đầu tư nâng cấp xứng tầm, trong khi bệnh viện tuyến thành phố cũng giảm bớt tình trạng quá tải. Đề án bệnh viện vệ tinh đang có những chuyển biến rất tích cực và các trung tâm y tế quận huyện hiện đã làm chủ và có thể thực hiện nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu. Vì vậy, người dân có thể yên tâm lựa chọn dịch vụ tốt ngay tại nơi mình ở mà không cần phải lên tuyến trên.